nay, tuyểnsinh247.com sẽ có cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng với một thành viên tích cực của luyện thi tuyển sinh 247 với nickname đó là Tùng Marco. Và đồng thời, em cũng là thủ khoa đầu tiên của cả nước. Trong cuộc trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự của em về phương pháp học tập cũng như những kinh nghiệm chọn trường để đạt được kết quả như mong muốn. Xin chào em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn cùng biết được không? Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngô Văn Tùng, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Tống Văn Chân, Y Yên, tỉnh Nam Định. Sở thích của mình là đá bóng và bơi lội, thỉnh thoảng thì mình cũng hay nghe nhạc. Tùng này, khi nghe kết quả thi đại học vừa rồi, đặc biệt là trở thành thủ khoa của trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, thì cảm giác lúc đó của em như thế nào? Dạ, khi nghe được kết quả đấy thì cảm giác của em là rất là vui và khá bất ngờ về kết quả của mình ạ. Câu hỏi tiếp theo chị dành cho em đó là em có thể chia sẻ lý do tại sao em chọn trường Đại học Thủy lợi, đó là do gia đình em mong muốn như thế hay là do sở thích của em? Dạ, em chọn trường Đại học Thủy lợi ngành cơ sở tầng và phát triển nông thôn, đấy là cũng là do bố mẹ em mong muốn em học ở tại ngành đấy và có thể tương lai có thể về để phát triển nông thôn ở xã. Để đạt được kết quả cao như vừa rồi thì chắc hẳn là em có phương pháp học tập riêng cho mình. Em có thể chia sẻ cho các bạn phương pháp học cũng như bí quyết của mình được không? Và các tài liệu tham khảo chủ yếu của em là gì? Thưa chị, là các tài liệu chủ yếu của em thì em thường xin các tài liệu của các thầy cô giáo dạy bộ môn toán lý hóa. Và ngoài ra thời gian rảnh rỗi thì em thường lên hiệu sách để tìm hiểu kiếm được những quyển sách hay ạ. Tiếp theo chị được biết đấy là học sinh cuối cấp thường rất là chú tâm đến việc ôn luyện của mình. Có bạn thì sẽ để tìm đến các thầy cô mà mình tin cậy, cũng có bạn là sẽ lên các trang luyện thi online để bù đắp những cái kiến thức và cũng như là cái kiến thức hỏng của mình. Vậy thì còn em đã chọn phương pháp học như thế nào? Thưa chị là chủ yếu là em đi học thêm và ngoài ra thời gian rảnh rỗi thì em thường ra quán lên mạng để tìm hiểu các trang, và em thấy trang tuyển sinh 247.com có các đề thi môn toán lý hóa phân dạng khá là hay và chi tiết, và có các bài giảng video của các thầy cô giáo dạy cũng khá là chất lượng, và em thấy các đề thi thì mình có thể thử sức được, có thể biết được thực lực của mình, và cũng ở trong đề thi đấy thì thường có cả lời giải để mình biết được kết quả và biết được cái cách làm của nó. Những lúc đối mặt với bài và căng thẳng và áp lực thi cử thì em đã tạo ra những động lực nào để thúc đẩy bản thân và được đạt được thành tích cao như thế? Dạ thưa chị, là những lúc học hành căng thẳng thì em thường nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến bố mẹ, những người đã quan tâm luôn động viên em trong lúc em học hành căng thẳng. Chị có thêm câu hỏi cho em đó là em có những dự định gì sắp tới cho bản thân khi bước vào cánh cửa đại học? Dạ thưa chị, là khi bước vào cánh cửa đại học thì em sẽ cố gắng dành thời gian để đi học tiếng Anh để trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh của mình. Và ngoài ra thì em cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi làm gia sư, để kiếm thêm việc làm, để thêm thu nhập và giúp đỡ cho bố mẹ một phần nào. Trong khi tham gia vào các kỳ thi đại học thì thường các bạn có tâm lý đó là căng thẳng và lo âu thì và dẫn đến đó là làm bài không được tốt. Thì em có thể chia sẻ những bí quyết của mình để làm bài tốt được không? Dạ, thưa chị, thì thường thì khoảng thời gian đầu thì chúng ta bước đi vào phòng thì thường rất là tâm lý. Vì thế thì chúng ta nên chọn những cái câu hỏi, những cái bài đơn giản để làm trước, để có thể lấy được điểm. Và những cái câu hỏi khó thì cũng có thể dành được thời gian sau để có thể có thời gian để suy nghĩ và làm được. Câu hỏi cuối cùng chị dành cho em đó là em có điều gì muốn nhắn gửi đến các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị kỳ thi đại học sắp tới không? Em muốn nhắn gửi đến các bạn 97 là các bạn ấy luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái và hãy cố gắng làm bài thật tốt, bình tĩnh tự tin chiến thắng. Cảm ơn Tùng rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay và những chia sẻ hữu ích của em về học tập. Và qua đây thì tuyểnsinh247.com cũng có một suất học bổng muốn trao tặng cho em và để động viên em tiếp tục trên chặng đường gian nan sắp tới. Và chị hy vọng rằng em luôn có sức khỏe, nhiệt huyết và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Và chúc em luôn thành công trong cuộc sống.